xin chào tất cả các bạn chào mừng các em đến với fanpage học văn chị hiên trung học cơ sở và đây là một phần phát trực tiếp rất đặc biệt ở phần phát trực tiếp này chị sẽ không giảng bài với các bạn chị cũng sẽ không uh, chia sẻ với các bạn những kiến thức về bất cứ một tác phẩm hay một lĩnh vực văn học nào mà ở đây chị muốn là rằng là buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau em có đang gặp khó khăn gì trong quá trình học tập không em có đang gặp thắc mắc gì trong môn văn không hãy chia sẻ cùng với chị nhé chị không hứa là sẽ ngay lập tức giúp các bạn cải thiện ngay nhưng chị mong rằng là với những chia sẻ của mình thì sẽ giúp các em cải thiện hơn cái tâm trạng của mình này có thêm một chút xíu những cái động lực để mình cố gắng hơn nữa nhé ừ ok xin chào các bạn xin chào các em ừ à xin chào văn quý ok ừ cảm ơn em cảm ơn các bạn được không nào ừ rồi chị biết rằng là trong quá trình học của chúng mình có rất nhiều những cái khó khăn cũng có rất nhiều những cái tâm sự mà các bạn rất khó nói và cũng khó có thể tìm ai để có thể chia sẻ và giúp mình tháo gỡ được cho nên là trong buổi tối ngày hôm nay gọi là một buổi tối đặc biệt chúng mình ngồi lại với nhau tạm gác lại những cái áp lực hay là những cái âu lo của các bạn và ngồi đây chia sẻ cùng với chị nhé được không ừ Bất cứ những điều gì mà em còn đang thắc mắc, những điều gì mà em muốn làm nhưng chưa biết phải làm sao, ở đặc biệt là ở trong môn văn thì hãy cứ chia sẻ và chị sẽ đưa ra những cái lời khuyên từ phía bản thân chị, mong rằng là em có thể áp dụng được. Được không nào? À ok, xin chào Ngọc Trang, xin chào Đặng Mi, xin chào các bạn. Chị ơi, chị có tài liệu về sơ đồ tư duy của các biện pháp tu từ không ạ? Về các biện pháp tu từ thì chị có một bảng như thế này, đợi chị một xíu. ở đây được không? rồi câu hỏi đầu tiên của một bạn nhỏ vẫn còn đang băn khoăn rất nhiều về biện pháp tu từ đây. Ừ. đó chính là tài liệu về sơ đồ tư duy biện pháp tu từ thì chị không có sơ đồ tư duy nhưng mà chị cũng đã chia sẻ với các bạn về một cái bảng mà thống kê những biện pháp tu từ dựa trên những mục sau về tên, về định nghĩa, về dấu hiệu, về tác dụng và những cái ví dụ cụ thể và chị cũng có một số những phần phát trực tiếp. Um, em có thể chịu khó tìm lại ở trên fanpage được không những phần phát trực tiếp đó thì chị không xóa liên quan đến việc là chúng mình phân tích tác dụng của biện pháp tu từ cách làm những đoạn văn bài văn về biện pháp tu từ em nhắc được không nào còn về bảng này thì em có thể nhắn tin về cho chị sau đó chị sẽ chụp lại và gửi cho em hoặc là em follow ở trên kênh tiktok của học văn chị Hiên Trung Hòa Cơ Sở kênh tiktok đấy là học văn chị Hiên 20 được không em có thể tìm với cái từ khóa đó thì sẽ thấy uh, một cái video ngắn chị chụp lại chi tiết những cái ô nhỏ như thế này này để các bạn nắm được nhá được không nào ok chưa đó Ngô Hương Giang giúp chị cái phần đó nhá cố gắng tìm lại giúp chị à rồi thắc mắc tiếp theo từ bạn Thanh Minh này làm sao để sử dụng một cách triệt để cuốn sách nghị luận xã hội bổ ích của chị ạ về cuốn sách nghị luận xã hội bổ ích Chắc là em đã nhận được rồi, đúng không? Ừ, rất là cảm ơn em đã tin tưởng và tìm đến cuốn sách này Ở đây, chị có cuốn sách nghị luận xã hội Đây, sổ tay nghị luận xã hội, được không? Vậy thì đối với cuốn sách nào cũng vậy ờ, Để mà tận dụng được tốt nhất cái hiệu quả của nó Thì em cần nắm được bố cục của sách nhé Bố cục của sách, nó gồm 4 phần chính như thế này Thứ nhất là về phương pháp Thứ hai là về dẫn chứng Thứ ba là bài văn mẫu Và thứ tư là bài tập được không? Riêng phần bài văn mẫu này thì gồm có 60 đề được viết hoàn chỉnh và phần bài tập này thì gồm những cái đề khác nhưng có phần hướng dẫn giải được không? Có phần dàn ý hướng dẫn mà khi mà các em quét cái mã này này, quét cái mã ở cuối sách, quét mã QR ở cuối sách thì sẽ ra phần đáp án đó, được không? Đó thì khi mà nắm được bố cục của sách rồi thì trước tiên là em hãy đọc phần phương pháp này này phần phương pháp này rất ngắn gọn thôi được chia theo bố cục của một đoạn văn nghị luận xã hội gồm có mở đoạn thân đoạn và kết đoạn được không và những cái vấn đề chúng mình cần chú ý trong mỗi phần đó vậy thì khi mà em đọc sách nếu như chỉ cần đọc ở sách này em đã nhớ được rồi thì em không cần phải ghi lại còn nếu như em muốn khắc sâu hơn hoặc là em thấy cái điều gì hay ho em muốn ghi lại thì có thể sử dụng một cuốn sổ riêng để học về nghị luận xã hội nhé được không? Đó là về phần phương pháp này Nắm được phương pháp rồi Thì trong cái việc mà em đọc phương pháp này này Em thấy rằng là những cái cách mà viết mở đoạn như thế này cũng khá là hay Đúng không? Những cái cách viết mở đoạn mẫu như thế này khá là hay Em muốn biết áp dụng vào trong bài cụ thể ra sao Thì em có thể dở đến phần sau Dở đến phần 3 luôn Là những bài viết cụ thể Để xem là mọi người có những cái cách mở đoạn ra sao để xem là anh chị có những cách mở đoạn ra sao để chúng mình tự bổ sung thêm vào cái cách mở đoạn mà chúng mình đang có rồi chúng mình hiểu thêm về cái cách áp dụng được không nào ý chị muốn nói ở đây đó chính là em hãy đi song hành từ lý thuyết rồi đến thực hành luôn được không cứ lý thuyết rồi thực hành để hiểu được lý thuyết rõ hơn để hiểu được phương pháp rõ hơn nhá đọc phương pháp rồi thì em hãy đọc luôn vào cái phần thực hành này này xem là áp dụng cái phương pháp đó vào một bài viết cụ thể thì sẽ ra sao nhá được không? Thanh Minh hiểu ý chị không nào? Tương tự với những phần khác cũng vậy, phần dẫn chứng cũng vậy, được không? Nhá. <laughs> và cuốn sách này ra đời cũng với mong muốn như vậy Đó là phương pháp thì chia sẻ một cách ngắn gọn nhất và cô động nhất Để các em dễ hiểu Rồi sẽ có cái phần viết trực tiếp, viết cụ thể ra Để áp dụng những phương pháp đó vào thì chúng mình sẽ viết như thế nào Được không nào? Rồi, ok, đó là thắc mắc của bạn Thanh Minh ừ chị tiếp tục nhé ừ đây chị xin chào các bạn à hôm nay thì chị sẽ không dạy cụ thể một phần kiến thức nào cả mà đối với tất cả các em thì hôm nay chị ở đây rồi và để lắng nghe những tâm tư những cái thắc mắc của các bạn không chỉ là trong môn văn mà là trong quá trình học tập nếu em còn đang khúc mắc ở đâu nếu em còn đang gặp khó khăn ở đâu thì cũng hãy cứ thoải mái chia sẻ cùng với chị và các bạn nhé chị tin rằng là các bạn ở đây cũng luôn sẵn sàng chia sẻ và đưa ra những cái lời khuyên những cái lời khuyên gần gũi và thiết thực nhất đối với các em được không ừ à hôm nay em mới thi văn xong à chị đoán là kết quả rất là ok đúng không khánh linh ừ chắc là em làm bài được đúng không nào cái khó khăn của em bây giờ là đầu tiên chưa phân biệt được ẩn dụ và hoán dụ ấy ạ à. về ẩn dụ và hoán dụ thì đây không phải là lần đầu tiên chị nhắc đến được không về hai cái biện pháp ẩn dụ và hoán dụ đây thì trong một video ở trên kênh tiktok là chị đã dùng riêng một cái video để chia sẻ với các bạn cách phân biệt ẩn dụ và hoán dụ Chị xin phép sẽ không nói lại quá kỹ, được không? Em giúp chị tìm lại cái kênh tiktok nhá, được không? Đó là cái video mà đạt cái số lượng người xem và số lượng lượt chia sẻ rồi lượt thích lớn nhất ở trên kênh tiktok của Hoàng Văn Chị Hiên bây giờ Hơn 100.000 lượt xem đó thì chị cũng hiểu được rằng là các bạn quan tâm như thế nào đối với vấn đề phân biệt giữa ẩn dụ và hoán dụ ẩn dụ và hoán dụ chúng ta có hai cách để phân biệt nhé cách thứ nhất là các em dựa vào cái bản chất của hai phép này đầu tiên ẩn dụ thực chất là một phép so sánh ngầm cho nên chúng ta hoàn toàn có thể khôi phục mối quan hệ giữa đối tượng a và đối tượng b bằng từ như được không ok chưa ví dụ ở đây nhé Thuyền về có nhớ bến chăng? Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền Chúng ta thấy được rằng là thuyền và bến là hai hình ảnh ẩn dụ Để biết được là thuyền và bến thì ẩn dụ cho cái gì Thì thuyền có cái đặc tính là gì ạ? Là hay đi lại đúng không nào? Không cố định đúng không? Thuyền có một cái hành trình rất là dài và không cố định Nó cũng giống như là cái gì nhở? Giống như là cuộc đời của người con trai này Giống như là cái tính cách Giống như là cái uh, gọi là gì nhở? Uhm, chị gọi là đặc trưng đi, được không? Cái đặc điểm đặc trưng mà của người con trai ở trong tình yêu Họ có thể tự do hơn, đúng không nào? Còn đối với người phụ nữ thì sao? Họ có thể được ví như là bến Bởi vì là bến thì cố định này Luôn luôn thủy chung, mong chờ đấy thì ở đây chúng ta có thể khôi phục mối quan hệ giữa anh và em trong tình yêu cũng giống như là thuyền và bến được không đây ở đây là bến nhớ thuyền cũng như em nhớ anh chúng ta dùng từ như để khôi phục mối quan hệ giữa đối tượng a và đối tượng b được không nếu như ẩn dụ là dùng đối tượng a để gọi tên cho đối tượng b đối tượng b bị ẩn đi rồi thì chúng ta có thể khôi phục được mối quan hệ giữa hai đối tượng đó bằng từ như nhưng với hoán dụ thì khác. Với hoán dụ là uh, thiết lập được mối quan hệ giữa đối tượng A và đối tượng B là bởi vì giữa chúng có sự gần gũi với nhau chứ không có sự tương đồng, không có sự giống nhau thì chúng ta không thể khôi phục được mối quan hệ giữa A và B bằng từ như được. Ví dụ ở đây là miền Nam mong bác nỗi mong cha, đúng không? Miền Nam ở đây là hoán dụ cho người miền Nam. Chúng ta không thể so sánh miền Nam như người miền Nam được. Đúng không nào? Nhá. Thì cái bí kíp đầu tiên là em có thể sử dụng từ như để phân biệt hai cái phép này. Cái thứ hai nữa là em có ở trong từng biện pháp. Trong biện pháp ẩn dụ thì có phân loại ở những thành những loại nào, biện pháp hoán dụ phân loại thành những loại nào để chúng mình có thể soi chiếu vào đó và chọn ra được một cách chính xác hơn em nhé. Được không? Còn cụ thể thì em có thể xem lại phần phát uh, cái video mà chị để ở trên kênh TikTok nhé. Được không? Ừm uhm, ok. <laughs> Đó nhá, À rồi. Ừ. Ok. <laughs> Vừa họp xong thì thấy thông báo. Ừ. Coi như là chúng mình tạm gác lại một chút xíu được không? Ngồi đây chia sẻ cùng với chị. Làm thế nào để có được phần đánh giá tài năng, tấm lòng, sức gọi của văn bản chuyện người con gái Nam Xương đây ạ? à ở đây về trở lại với văn bản chuyện người con gái nam xương một văn bản thuộc phần văn học trung đại của chúng mình đúng không thì vấn đề mà Phương Linh đang gặp phải đó là phần đánh giá tài năng tấm lòng sức gọi của văn bản chuyện người con gái nam xương vậy thì ở đây nó cũng giống như là chúng mình cảm nhận về cái giá trị nhân đạo cái tư tưởng nhân đạo mà Nguyễn Dữ gửi gắm qua tác phẩm này tài năng và tấm lòng của tài năng của một nhà văn thì đến từ tấm lòng của của họ đúng không? Đến từ tấm lòng của người đó dành cho các nhân vật, dành cho cuộc sống của mình. Vậy thì tấm lòng của Nguyễn Dữ dành cho những người phụ nữ trong xã hội phong kiến đến từ cái việc là ông thấu hiểu được cái sự cái 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 cuộc đời bất hạnh của họ, mặc dù họ có phẩm chất đúng không mặc dù họ có nhan sắc mặc dù họ có tài năng mặc dù họ chẳng làm gì sai cả nhưng một cái xã hội bất công một cái xã hội oan trái đã đẩy họ vào bước đường cùng để rồi vũ nương mặc dù ông thông cảm đến tận cùng đúng không ông thương cảm đến tận cùng để cho vũ nương không phải chết một cách oan nghiệt ở trên bến hoàng giang đã được những nàng tiên cứu giúp nhưng ông cũng không thể nào không thể nào chống lại một mình không thể nào chống lại được cái cuộc sống và những cái quy luật hà khắc ở trong xã hội phong kiến bởi vậy mà vũ nương chỉ có thể trở về trong chốc lát rồi biến mất vĩnh viễn được không thì để có được cái phần đánh giá về tài năng và tấm lòng sức gọi của văn bản chuyện người con gái nam xương ấy thì bình thường có phải là các bạn chỉ phân tích xuông không có nghĩa là các em chỉ đưa ra những cái lời bình của mình vậy thì hãy cố gắng đưa thêm những cái dẫn chứng hoặc là những cái câu văn mà tác giả nguyễn dữ đã dùng khi mà khắc họa một cái cảnh rất xúc động vũ nương trở về ấy các em có nhớ được cái câu nói mà vũ nương nói với cả trương sinh đúng không nhá đó thì các em có thể đưa vào phần đó để mình cụ thể hơn phần mình đánh giá được không và nó cũng cho thấy được rằng là em đặc biệt ấn tượng với câu nói đó đặc biệt ấn tượng với tấm lòng của nguyễn dữ gửi gắm thông qua những câu văn ấy ok không nào phương linh nhá, thấy chưa? Những cái phần đánh giá của chúng mình bình thường thì chúng mình chỉ viết với cái lời bình của mình thôi, đúng không? Với cái lời cảm nhận của mình thôi. Thì trong phần đánh giá đó em hoàn toàn có thể đưa những cái dẫn chứng mà em đặc biệt ấn tượng làm sao cho nó phù hợp vào trong cái đoạn đánh giá của mình nhá. Được không nào? Rồi ok, đó là đối với Phương Linh. Ừ. Chị gặp rất nhiều bạn nhỏ ở đây này em chưa hiểu cái câu nguyễn du viết kiều đất nước hóa thành văn câu của câu thơ của chế lan viên à nguyễn du viết kiều đất nước hóa thành văn là một câu thơ của nhà thơ chế lan viên trong bài thơ đất nước à tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng được không nào đó thì câu thơ này cũng được đặt mà trước đó là một loạt những cái câu thơ khác để ca ngợi cái tầm vóc để ca ngợi công lao của những vị anh hùng của những vị danh nhân đã làm nên tên tuổi của đất nước mình đã đem đến vinh quang đã đem đến độc lập tự do cho đất nước mình được không thì câu thơ nguyễn du viết kiều đất nước hóa thành văn em hãy hiểu chữ văn ở đây là gì được không nào văn ở đây à, thứ nhất nó có thể hiểu là văn chương đúng không nguyễn du viết kiều đất nước hóa thành văn nguyễn du khi mà sáng tác chuyện kiều thì cái sự phổ biến của chuyện kiều bởi vì cái sự gần gũi này bởi vì cái tính dân tộc đậm đà của nó mà um, chuyện kiều đã trở nên rất là phổ biến đất nước hóa thành văn một ý là nó là như vậy còn ý tiếp theo đất nước hóa thành văn ở đây văn ở đây cũng có thể hiểu là nhân văn là cái tinh thần nhân đạo là cái tình người mà tác giả gửi gắm ở tác phẩm này ok không nhá được chưa nào? thì em có thể hiểu từ văn theo hai cái khía cạnh đó, theo hai cái ý nghĩa đó để mình hiểu rõ hơn câu thơ này nhá, Hồng Mến nhá. Ừ, rồi. Tiếp tục này, văn thuyết minh là bắt buộc mình phải viết thông tin chính xác ạ, mình không biết nhiều thì làm sao viết văn thuyết minh ạ? văn thuyết minh đúng chính xác là một cái yếu tố tiên quyết của văn thuyết minh chính là cái độ tin cậy độ chính xác đúng không vậy thì làm thế nào khi mà mình không biết nhiều thông tin về đối tượng đó mà vẫn bắt buộc phải thuyết minh về đối tượng đó thì thứ nhất này hãy cố gắng hãy cố gắng khai thác những gì mình được biết được không đấy là cái đầu tiên là trước khi nghĩ đến những việc mình phải chém gió ra làm sao trước khi nghĩ đến cái việc là mình phải làm sao để bịa ra những cái thông tin khác đây thì em hãy cố gắng tận dụng tốt nhất những cái hiểu biết của mình dù ít ỏi về đối tượng đó được không nhá dù ít ỏi về đối tượng đó cái thứ hai này khi mà đã tận dụng hết rồi nhưng mà vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn và vẫn muốn có thêm những cái ý phân tích khác à có thêm những cái ý thuyết minh khác thì những cái ý mà em không nắm bắt rõ em hãy chỉ dừng lại ở cái mức nhắc đến thôi được không em hãy chỉ dừng lại ở mức nhắc đến thôi và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái câu văn mang tính khách quan ví dụ như là um, hơi khó nhở um, xem là chị lấy ví dụ thôi nhá chị lấy ví dụ về uh, khi mà thuyết minh về bông hoa sen chẳng hạn thì chúng ta đã thuyết minh về đặc điểm của hoa sen rồi này chúng mình chúng mình cũng đã thuyết minh xong về uh, về vẻ đẹp của hoa sen xong rồi đến cái ý đó là thuyết minh về công dụng của hoa sen đi thì chúng ta chỉ biết được rằng là hoa sen thì nó không chỉ là để đẹp mà nó còn có tác dụng là làm thuốc rồi nó còn có tác dụng là uh, có tác dụng là cái cánh sen ấy hoàn toàn người ta có thể phơi khô và có một số những cái tác dụng khác liên quan đến việc chữa bệnh đấy thì mình chỉ biết là như thế thôi mình không biết cụ thể là chữa bệnh gì chẳng hạn thì em hoàn toàn có thể chỉ cần nhắc đến cái việc đó là uh, loài hoa sen bên cạnh cái vẻ đẹp của nó thì còn mang những cái công dụng rất bổ ích như hai chấm này chữa bệnh này đấy rồi liệt kê một số những cái công dụng của nó ra mình chỉ dừng lại ở bước đó thôi thì mình sẽ không bị sai được không mình sẽ không bị sai về mặt thông tin về mặt kiến thức đó nhá được không nào cái gì mình chắc chắn thì mình sẽ viết ra còn cái gì mà mình không rõ thì hãy cố gắng ở mức dừng lại ở mức nhắc đến được chưa rồi ừ ok giải thích và phân tích cái câu ấy được không ạ rồi hồng mến chị đã giải đáp rồi nhá Em chưa hiểu về câu đầu tiên của bài thơ về tiểu đội xe không kính. Không có kính không phải vì xe không có kính, đúng không? Đấy là câu thơ đầu tiên. Thì ở đây, câu thơ là hai lần phủ định để khẳng định. Hai lần phủ định là sao? Không có kính là một lần phủ định đầu tiên là những chiếc xe vận chuyển quân sự, vận chuyển khí tài quân sự là những chiếc xe không có kính. Đúng không nào? Cái lần phủ định thứ hai, không phải vì xe không có kính là có nghĩa là sao? Là không phải nghiễm nhiên là những chiếc xe đấy từ khi xuất xưởng nó đã không có kính rồi Không phải đấy là một cái hình thù nguyên vẹn của chiếc xe, được không? Nhớ, được chưa nào? Thì chúng ta có thể hiểu và phân tích câu thơ đầu tiên trong bài thơ bài thơ về tiểu độ xe không kính như thế này Không có kính không phải vì xe không có kính Một câu thơ nhưng lại đậm chất tự sự để tác giả có thể khẳng định được cái nguyên nhân những chiếc xe không có kính từ khi xuất xưởng những chiếc xe ấy cũng lành lặn như bao chiếc xe khác cũng có đầy đủ những bộ phận và đặc biệt là đầy đủ kính ở trên xe nhưng đọc câu thơ tiếp theo các em sẽ biết được này bom giật bom rung kính vỡ đi rồi vậy thì để phân tích được câu thơ này để hiểu được nó em hãy kết nối nó với câu thơ tiếp theo nữa nhé thấy chưa Ừ, rồi thường thì mình sẽ gặp một cái câu phân tích rất quen thuộc đối với câu thơ này đó là nhà thơ đã hai lần phủ định để khẳng định nguyên nhân những chiếc xe không có kính được không và biên độ của câu thơ cũng là biên độ dài nhất trong tất cả những câu thơ trong bài thơ này thì nó cũng là một cái cách mở đầu một cái cách mở đầu rất là ấn tượng cho một thi phẩm đúng không không có kính không phải vì xe không có kính bom giật bom rung kính vỡ đi rồi ok không nào nhá thấy chưa chúng ta cứ đọc thật kỹ thật chậm lại nó thì sẽ hiểu được thôi đơn giản mà nhở câu thơ đó đơn giản mà đúng không kim ngân ok chưa ừ rồi xin chào các bạn à à thế thì bạn an thảo đúng không an thảo hay an thao này em có thể nhắn tin về cho fanpage nhá được không ừ văn phân tích em không rõ lắm chị ạ à. ok đối với văn phân tích ý, như thế này phân tích hay cảm nhận về vẻ đẹp của một đối tượng hay một đoạn thơ hay một nhân vật văn học thì cái quan trọng là em phải biết tác giả viết về tác về cái đối tượng đó như thế nào đúng không nếu như mà phân tích một khổ thơ thì ít nhất cũng phải thuộc được thơ chứ phải thuộc được thơ thì chúng ta mới biết phân tích như thế nào đó là cái yếu tố đầu tiên hoặc là phân tích nhân vật thì phải biết được nhân vật đó được tác giả miêu tả ra sao ở trong văn bản chứ chúng mình không thể bịa ra được chúng mình không thể bịa bịa ra những cái đặc điểm của một nhân vật nào đó được đúng không đó là cái đầu tiên cái thứ hai là chúng mình sẽ hay bị hoang mang khi mà chúng mình không có một cái hướng phân tích cụ thể được không nào chúng mình sẽ bị hoang mang khi mà không có một cái đường đi rõ ràng vậy thì khi mà đối diện với một khổ thơ hoàn toàn mới lạ hoặc là đối diện với một tác phẩm văn xuôi cũng hoàn toàn mới thì cái cách mà chúng mình đọc để làm sao có thể phân tích được nó thì hãy cố gắng đầu tiên là đọc đọc toàn bộ để nắm được cái bố cục này cái thứ hai là hãy cố gắng chia nhỏ ra những cái đặc điểm của cái đối tượng mình đang cần phân tích nếu như là khổ thơ thì đầu tiên để ý đến nội dung của nó này xem là khổ thơ này thì viết về cái gì được không đặc điểm của nó ra sao và để làm hiện lên đặc điểm đó giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào có đặc biệt ấn tượng ở được không nào ừ. về văn phân tích thì em có thể tự đặt ra những cái câu hỏi đó là đầu tiên là ai viết viết cho ai viết về cái gì và viết như thế nào được không nhá đó thì đó là một cái phần mà chị lý giải một cách khái quát nhất thôi còn về cụ thể về phương pháp làm những cái bài văn phân tích cảm nhận thì nó nhiều lắm nhiều những cái yếu tố cần phải chuẩn bị cần phải chú ý lắm nhưng mà nói một cách khái quát như vậy để em đỡ hoang mang hơn nhá được không ừ uhm. OK, thật sự có rất nhiều thắc mắc đúng không? Ừ. Rồi chị sẽ cố gắng giải đáp được nhiều nhất có thể nhé, các bạn nhé. Vậy là chị cũng biết được rằng cái nhu cầu muốn được chia sẻ, muốn được trợ giúp, muốn được hỗ trợ từ phía các bạn rất là nhiều, đúng không? Vậy thì uh, nếu như có những phần phát trực tiếp tiếp theo cùng với cái nội dung như thế này, thì các em cũng hãy vào chia sẻ cùng với chị nhé. Rồi, OK tiếp tục này thắc mắc tiếp theo làm sao để ôn học sinh giỏi hiệu quả đây ạ trước đây thì chị cũng từng tham gia đội tuyển cũng từng đối mặt với những cái kỳ thi học sinh giỏi các cấp từ cấp trường rồi cấp huyện rồi cấp tỉnh vân vân thì thứ nhất là chúng mình hay bị cảm giác không được thỏa mãn với những gì mà mình viết được ấy luôn cảm giác rằng là văn của mình viết như thế này sợ rằng là nó chưa hay rồi luôn có cảm giác rằng là kiến thức học bao nhiêu cũng không đủ đó thì điều đó cũng là một cái điều dễ hiểu thôi và đúng nhưng chúng ta hãy lấy đó làm cái động lực chứ chúng ta không lấy đó làm cái để chúng mình mặc cảm và tự ti nhá ôn học sinh giỏi để hiệu quả thì ừ, quan trọng là em nắm được cái cấu trúc đề thi thường thường theo chị biết được rằng là đề thi học sinh giỏi thì sẽ gồm hai phần là phần nghị luận xã hội và nghị luận văn học nắm được cấu trúc như vậy rồi thì em hãy chú tâm vào từng phần một để ôn thật là kỹ nhá. Với phần nghị luận xã hội thì trong những cái chiến dịch chị cũng đã chia sẻ, nếu như bạn nào muốn cho bài văn nghị luận xã hội của mình nó sâu sắc hơn, nó góc cạnh hơn thì hãy cố gắng đừng viết những cái gì mà em nghĩ tất cả mọi người đều có thể viết. Em có thể viết theo một trong một cái ý nào đó, trong một đến hai ý nào đó, em hãy đưa thêm cái cái nhìn sâu hơn của mình đi. Được không? Luôn luôn nhìn vấn đề đấy từ nhiều khía cạnh Để thấy được sự toàn diện Để thấy được cái sự khách quan Ok không nào? Bởi vì rằng là chúng ta được biết vấn đề nào cũng có hai mặt của nó mà Rồi cái gì quá cũng không tốt Đấy, cho nên là đối với nghị luận xã hội Thì những bạn học sinh giỏi các em có thể bây giờ rèn luyện thêm đi Đó là một bài văn nghị luận xã hội của học sinh giỏi Thì nó cần lắm những cái quan điểm cá nhân của mình được không và nó càng độc đáo càng sáng tạo thì càng cho thấy được cái vốn sống vốn hiểu biết đa dạng của các em được không nào đó là cái thứ nhất còn đối với nghị luận văn học thì sẽ có những cái yếu tố liên quan đến lý luận văn học trong bài viết của mình thứ nhất là hãy cố gắng đọc nhiều sách đọc nhiều sách đọc nhiều sách chuyên môn đọc nhiều những cái cuốn từ điển đọc nhiều lần những cái cuốn từ điển về thuật ngữ văn học để chúng mình nắm chắc được những cái Ờ, yếu tố hay xuất hiện và người ta hay hỏi Ví dụ như là giá trị nhân đạo này Rồi giá trị hiện thực này Rồi chức năng của văn học này Vân vân nhá Rồi sau đó trong quá trình viết Thì chúng mình đừng viết giàn trải lan man Nghĩ được cái gì viết cái đấy Mà cũng cần phải sắp xếp nó theo những cái ý nhất định Theo những cái luận điểm nhất định Được không? Ok chưa? bên cạnh việc đọc nhiều tài liệu đọc nhiều những cái từ điển về thuật ngữ văn học đó thì em cũng hãy cố gắng đọc thêm nhiều tác phẩm đi bởi vì phải có nhiều tác phẩm ở trong đầu chúng mình phải biết được nhiều tác phẩm thì chúng mình mới có cái để có thể liên hệ có cái để có thể phân tích làm rõ cho những cái ý chứng minh của mình chứ ok không nào nhá đó rồi với phương loan này không biết kiểm soát thời gian kiểm soát thời gian không tốt lắm ừ có lẽ có lẽ đi từ nguyên nhân đi thì có lẽ là em kiểm soát thời gian chưa tốt bởi vì những cái khoảng thời gian em tận dụng chưa được tối đa. Chị hiểu rằng là kiểm soát thời gian chưa tốt là mình định là học cái bài này trong vòng 30 phút thôi nhưng mà cuối cùng học đến 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa thuộc được, ví dụ như vậy. Vậy thì thứ nhất là em hãy cố gắng tập trung tối đa trong quá trình mà mình đã học mà trong quá trình mình học được chưa mình đã ước lượng học trong khoảng bao nhiêu thời gian thì cái khoảng thời gian đó phải là khoảng thời gian mình tập trung nhất cái thứ hai là trước khi uh, bắt tay vào một cái buổi học buổi tối chẳng hạn em hãy gọi là liệt kê ra những cái mảng mà mình cần phải học mình định hướng trước đi mình cần phải học phần nào phần nào phần nào mình còn thiếu này rồi định hình trước là phần này mình sẽ học trong khoảng thời gian như như thế nào tất nhiên là không thể dập khuôn y như mình dự định được nhưng cái điều đó sẽ giúp em được không điều đó sẽ không bị xa đà vào những cái điều quá nhỏ nhặt chẳng hạn và nó sẽ nhắc nhở mình là vẫn còn rất nhiều rất nhiều những cái công việc khác rất nhiều những cái mạng kiến thức khác mình cần phải học được không Ừm, ok Được chưa nào? Ừ, đó Ôi, chị thấy có một bạn được 9 điểm ở đây này Chúc mừng em nhé, <laughs> Ok À, em muốn thi chuyên đậu mà giờ em mới bắt đầu ôn thi học sinh giỏi huyện Em có kịp và có bí quyết nào học không chị? Không bao giờ là quá muộn cho sự cố gắng Được không? Được không Thảo Nhi? Chị không biết là khi nào thì em thi khi nào em thi học sinh giỏi rồi khi nào em thi chuyên, nhưng mà bây giờ vẫn là một khoảng thời gian phù hợp để chúng mình có thể bắt đầu và dần dần tăng tốc đi được rồi đấy. Nhớ chưa? Quan trọng là mình xác định cái mục tiêu của mình và cố gắng hết sức cho mục tiêu đó em nhé. Được không? Ừm, ok. Nhiều thắc mắc quá. <laughs> à em không có sử dụng tiktok à thế thì em có thể nhắn tin nhá bạn ngọc trang có thể nhắn tin về cho fanpage được không chị sẽ gửi cho em cái link video đó hoặc là gửi cho em video đó để em xem lại nhé được không ừ, thường là những cái video hay ở trên tiktok thì anh chị sẽ chia sẻ dưới dạng cái phần tin ý phần tin mà phần tin của gọi là phần story của trang fanpage ý thì các em có thể theo dõi ở phần đó nhé được không em click vào avatar của fanpage thôi là nó sẽ hiện ra phần đó nhưng mà cái đó thì nó chỉ hiện trong vòng một ngày thôi nên các em, phải, các em phải thường xuyên theo dõi và thường xuyên tương tác được không ừ nhiều thắc mắc vô cùng được không rồi chị biết được rằng ở đây có rất nhiều những thắc mắc liên quan đến môn văn chị cũng mừng lắm bởi vì các em thực sự quan tâm đến môn học này cái đáng sợ nhất không phải là chúng mình gặp nhiều khó khăn mà cái đáng sợ nhất là chúng ta không thèm cái đáng sợ nhất là chúng ta không thèm quan tâm đến nó cơ. Được không nào? Còn gặp khó khăn là các em còn đang quan tâm đến môn học này và điều đó thì khiến chị rất là hạnh phúc. Thật sự và đó cũng là một cái động lực để chị có thể tổ chức thêm những cái buổi phát trực tiếp để chia sẻ cùng với các bạn như thế này nhá. Không biết rằng là những chia sẻ của chị ngày hôm nay có giúp ích được nhiều cho các em không, nhưng mà qua đây thì chị đã hiểu thêm được là quá trình học của chúng mình có nhiều khó khăn như thế nào và các em đang gặp vấn đề ở đâu để lấy đó là một cái cơ sở để có thể xây dựng thêm những buổi phát trực tiếp hoặc là xây dựng thêm những cái chiến dịch phù hợp với các bạn được không nào nhá rồi và để còn bây giờ thì có lẽ là buổi phát trực tiếp này cũng khá là dài rồi đúng không chia sẻ thì chúng mình còn nhiều còn nhiều cơ hội lắm nếu như mà em đang gấp gáp thì em có thể nhắn tin về cho chị được không còn với những thắc mắc khác mà trong ngày hôm nay chị chưa thể lý giải được thì chị sẽ trả lời bình luận của các em được không trong vòng ngày mai và ngày kia chị sẽ cố gắng trả lời những cái bình luận của các em gửi về đây khi mà các em đã quan tâm đến môn văn thì chị sẽ cố gắng đồng hành cùng với các bạn được không nào và để kết thúc cho buổi phát trực tiếp này thì chị sẽ gửi đến uh, chị muốn gửi đến các bạn một cái bài viết mà liên quan đến vấn đề mà không ít các bạn đang gặp phải đó chính là các em cố gắng rất nhiều nhưng cái thành quả mà chúng mình đạt được cái kết quả của chúng mình đạt được lại chưa như mình mong muốn được không ok chưa nhá thì chị cũng muốn gửi đến các bạn một cái bài viết như sau một cái bài viết mà có một cái cấu trúc nó cũng khá là mới lạ nhưng mà chị mong các em sẽ đón nhận nó được không nào bài viết với cái đề bài như sau viết đoạn văn khoảng 200 chữ, trình bày suy nghĩ của anh chị về trích dẫn. Sẽ chẳng hề gì khi bạn đi chậm, miễn là đừng dừng lại. Và bài viết này như sau. Hãy cùng lắng nghe và hãy coi đây như là một bức thông điệp gửi đến các bạn. Chưa cần phải học hỏi, chưa cần phải uh, quá lưu ý và quá chú tâm về việc là bài viết này viết theo phương pháp như thế nào. Mà hãy coi đây là một cái câu chuyện của một người bạn cũng trong cái hoàn cảnh như các em được không? Rồi, ok, bài viết như sau. Trong khoảng thời gian học lớp 12, đã có những giây phút tôi nghĩ rằng bản thân sẽ từ bỏ vì tôi sợ nếu tôi không đỗ được trường đại học mình mong muốn, tôi sẽ không thể vượt qua cú sốc này. Thật may mắn vì hôm nay tôi đã đang ngồi đây trong phòng thi với tâm thế làm bài thi tốt nhất và đọc được câu nói là châm ngôn soi đường cho tôi trong khoảng thời gian tăng tốc. Sẽ chẳng hề gì khi bạn đi chậm miễn là đừng dừng lại. Đối với tôi, câu nói đó giống như một lọ thần dược, thần dược tinh thần đẩy tôi về phía trước, không ngừng nỗ lực dạy cho tôi bài học về sự kiên trì để đi đến thành công. Cuộc sống của gia đình tôi vốn dĩ khó khăn hơn những người bạn đồng cùng, đồng trang lứa về vật chất. Biết bao nhiêu công việc gia đình, việc đồng áng tôi cũng đều trải qua, điều đó càng giúp tôi hiểu rằng mình không có nhiều điều kiện để đi nhanh như những người khác. Nhưng chỉ cần có lòng kiên trì, mọi việc nhất định sẽ thành. Đó cũng là lý do trong suốt 12 năm học, tôi đều có cho mình những thành tích học tập tốt, những giải thưởng. Tôi đã lớn lên cùng với lòng kiên trì và quyết tâm nhiều như vậy bởi tôi biết rằng chỉ cần mình đi, phía trước nhất định là đường. Tôi đã từng nghe qua những câu chuyện về lòng kiên trì của những người nổi tiếng và thành công vang dội của họ như tỷ phú Trung Quốc Jack Ma, tỷ phú Mỹ Bill Gates, huyền thoại bóng rổ Michael Jordan và đặc biệt là một câu chuyện ngụ ngôn mang tên Rùa và Thỏ cũng đã giúp cho bản thân tôi càng thêm ý chí và quyết tâm cho kỳ thi này của mình. Khi chú, khi chú thỏ cười nhạo và nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ là người chiến thắng nên chủ quan, chú rồi nhỏ thì chậm chậm từng bước một không bỏ cuộc trong hành trình, cuối cùng vì thói kiêu ngạo nên thỏ đã ngủ quên, với lòng kiên trì của mình rùa đã tới đích và giành chiến thắng. Cuộc sống này vốn dĩ công bằng với những người kiên trì và nỗ lực, tôi luôn tin vào điều đó, giống như việc tin vào nỗ lực trong suốt 12 năm qua của mình để được đền đáp xứng đáng. Tôi cũng tin bạn cũng đang có niềm tin giống tôi đúng không? Hãy luôn khắc ghi bài học này bạn nhé. Sẽ chẳng hề gì khi bạn đi chậm, miễn là đừng dừng lại. Được không nào? Và đó cũng là bức thông điệp mà chị muốn gửi gắm đến các bạn. Sẽ chẳng hề gì khi các em đi chậm, miễn là đừng dừng lại. Quá trình chinh phục, khi mà cái đích mà mình hướng tới nó càng rực rỡ, càng khó khăn bao nhiêu thì nó càng cho thấy được cái khả năng của các em. Được không nào cho nên là đừng vội vàng bỏ cuộc và cũng đừng vội vàng bi quan bên cạnh các em vẫn còn rất nhiều rất nhiều những người khác truyền động lực cho chúng mình mà đúng không rồi đó ừ Hình như là một, một phần tư hay là một phần năm thôi á Ôi, chị cứ lướt dần 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 thôi mà chị không ngờ là các bạn thắc mắc nhiều như thế này luôn đó rồi ok nhá các em nhá đồng ý với chị không những bạn nào những cái thắc mắc nào mà ngày hôm nay chị chưa giải đáp được thì các em có thể quay trở lại với chị trong những phần phát trực tiếp khác để chị giải đáp hoặc các em có thể nhắn tin trực tiếp cho chị hoặc là các bạn có thể đợi chị trong vòng ngày mai hoặc ngày kia chị sẽ trả lời ở dưới phần bình luận cho các em nhé được không? Nhưng mà chị cũng phải nói trước, đó chính là cái phần trả lời của chị, nó chỉ mang tính định hướng thôi. Nên mong rằng là các em sẽ có được cái sự tự giác của mình, được không? Có cái sự tự giác của mình để quá trình mình học đỡ, đỡ đi rất nhiều những cái khó khăn nhá. Ừ, rồi, đó. Và rất là cảm ơn các bạn đã tin tưởng và cùng ngồi lại đây với chị trong buổi tối ngày hôm nay. Đây mới chỉ là một buổi tối đầu tuần thôi Chúng ta còn cả một tuần rất dài để mình cùng cố gắng và nỗ lực mà Rồi chúng ta cũng còn rất rất nhiều những tuần khác nữa Hãy cố gắng cùng với chị nhé ừ. Uhm. À, em muốn mua quyển này à, em có thể nhắn tin về cho chị nhé Đây là cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội, được không? Sơ đồ môn văn lớp 9 Sơ đồ môn văn lớp 9 thì em đang muốn hỏi về sơ đồ tư duy đúng không Kiêm? Nhá, ừ, em muốn hỏi về sơ đồ tư duy thì em có thể tìm lại những bài viết ở trên fanpage chị đã chia sẻ những cái sơ đồ tư duy về bài thơ về tiểu đội xe không kính này về tác phẩm đồng chí này về tác phẩm đoàn thuyền đánh cá này về tác phẩm bếp lửa nữa chị đã đăng rồi được không nào cho nên là kiêm có thể tìm lại giúp chị được không tìm lại em có thể vào fanpage rồi vào phần ảnh ý để tìm lại dễ hơn bởi vì là chị đã viết tay và chụp lại đăng ảnh rồi nhá rồi ok cảm ơn em ừ, Cảm ơn các bạn Và hẹn gặp lại các em trong những buổi phát trực tiếp tiếp theo nhé Có thắc mắc gì đừng ngại ngần nhắn tin về cho chị Được không nào Rất là cảm ơn các bạn đã tin tưởng và ngồi đây cùng với chị trong buổi tối ngày hôm nay Mong rằng chúng mình sẽ có thêm nhiều những buổi tối đồng hành cùng với nhau nữa Và đừng quên Ngày hôm nay hãy cố gắng đi ngủ sớm một chút xíu để ngày mai dậy sớm Học cùng với chị ở trong chiến dịch gieo văn nhé ừ. Hẹn gặp lại các em vào buổi sáng ngày mai Nhớ nhá, 5h15 sáng ngày mai à ok rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều và bye bye tạm biệt các em